Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức, xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với thần phong mỹ tục của Việt Nam. Happy New Year mọi người! Happy ơi! Năm mới! Mèo, tôi đang happy new year mọi người mà sao tự nhiên cái mày ẩn cái mặt mày vô cái tôi thấy nó vô duyên ngang luôn mẹ. Ông mới là người vô duyên, ông dám nói mặt tôi vô duyên hả? Cái mặt tôi đẹp như thế này. Trời ơi. Thôi kệ mèo đi mọi người. Năm mới chúng ta hãy bắt đầu làm những công việc mới nè bạn. Mình sẽ không còn đi đánh quái vật nữa mà mình sẽ mở lớp dạy nấu ăn. Đây, mấy bạn thấy không? Còn tôi năm mới thì hả, tôi cũng sẽ đi vô lớp dạy nấu ăn mà tôi không có dạy nấu ăn. Tôi là người thử món ăn của đất nước. Trời ơi, nghe thấy tào lao liền luôn á. Phoebe ơi, ra giải quyết mèo đi, đấm mèo cho mèo đi ra chỗ khác. Đây để em. Ai chị mèo này sao đánh ghê quá hả? Thôi không nói nhiều nữa mèo ơi, bây giờ á mèo hãy im lặng nhìn tôi và mọi người làm cái lớp dạy nấu ăn này. Và các bạn ơi, lâu lắm rồi mình mới làm video trở lại thì mọi người hãy nhấn cho mình một like với một subscribe đi mọi người, làm ơn cho mình xin một like chúc mừng năm mới nha mọi người. Rồi bây giờ thì không nói nhiều nữa, bắt đầu nấu ăn đây Poppy. Đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị là một cây thớt. Em thấy sao cái thớt đẹp không Poppy mới mua? Cái thớt em thấy cũng đẹp á, nhìn là biết cũ lâu năm lâu ngày. Tôi mua cũ lại của bà phù thủy đó mèo. Thôi thì cái thớt đó cho tôi cũng xài nữa. Thôi mà mệt mày quá, không xài thôi, im lặng đi. Nè, anh còn có một cái dao làm đồ ăn đó nè, đó. Ui, được cái này ta. Cẩn thận nha, có chừng á, mèo đi ra chỗ khác nha. Bây giờ em vô em lục lại trong cái tủ đồ ăn đồ cũ của mình, cái còn gì ăn được không, em đem ra đây hết cho để anh. Để em coi thử coi. Nấu cái món này em cho mèo anh ăn. Anh mới phải ăn đồ mới chứ ăn đồ cũ đau bụng hết luôn á. Nè, có khoai tây thúi nè. Cái này anh khoai mới trồng mùa năm ngoái nè. Cái này không phải chặt được, cái này là dùng để ăn. Rồi. Ủa gì hả? Món khác đây. Nè nè, bánh nè. Bánh này đã là cái món cà rốt chế biến nè. Rồi. Cái món này được chế biến rồi. Đó, cà rốt đó. Đây, băm cà rốt ra. Úi. Băm cà rốt ra được nè. Có đây. Xong, bỏ vô nồi canh của tôi. Cái vậy? Anh có cần nấu cái gì tao la hạt quả không cho trái táo nè. Từ ơi, la hạt quả lại được luôn. Đây là món lagu của tôi. La ra. Xong, bỏ vô luôn. Ngon quá vậy. Rồi xong, còn món nào nữa không? Đưa đây nó lên. Hình như là lẩu, anh tính nấu lẩu gì vậy? Tôi đang tính nấu lẩu trái cây thập cẩm. Thôi thấy ớn quá, tôi không muốn ăn. Từ từ để Poppy ai đưa cho anh có cái bánh cookie nè, anh nghĩ là cái nồi lẩu nè có cái bánh cookie nè, bánh bí ngô. Bánh bí ngô mà chứ bánh cookie đâu, phải bỏ vô luôn đi. Rồi xong. Ê mèo ơi mèo. Yeah. Cá nè, ra bắt cá bỏ vô nồi lẩu luôn. Chặt. Ông mới nói nấu lẩu chay mà sao giờ bỏ cá vô nồi. Nồi lẩu trái cây của tôi bây giờ tôi nghĩ là tôi mà mấy con cá nó cũng ăn chay mà chứ mèo. Thôi kệ, bỏ vô luôn. Đó. Đây, bỏ thêm một xương vô nữa. Anh nghĩ là như vậy là đủ rồi đó. Thôi cái nồi lẩu tôi đảm bảo có 10 cá thịt trong này. Từ từ coi cho mình suy nghĩ coi. Mấy bạn nghĩ nồi lẩu năm mới thì chúng ta thiếu cái gì? Mấy bạn comment vô cho mình cái đó coi. Để coi coi. À Poppy ơi, anh nghĩ ra rồi. Chúng ta thiếu một con gà. Năm mới là phải ăn gà Poppy ơi. Đúng rồi, phải quăng con gà quay vô đây là ngon tuyệt vời. Bóng mặt trời luôn. Gà luộc cái gà quay cái gì, gà luộc mới bỏ vô nồi lẩu được. Ủa gì vậy? Ủa luộc nấu cháo không nội ơi. Thôi. Bỏ lẩu à, để cá, 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 cá. Trời ơi, mất hết mấy con ngỗng rồi. Năm mới chị bên đa biến thành con vịt rồi. Trời ơi, trời bỏ không, không, không. Để từ sáng tới giờ có ai có ăn cắp ngỗng nhà chị không vậy? Cái gì? Chị Panda chị bị mất hết ngỗng hả? Ừ, chị mới nuôi ba con mặt thù lù lú luôn. Đâu? Đâu? Ai ăn cắp ngỗng của chị đâu? Để em coi coi nhà chị làm gì. Trời ơi, không biết. Tự nhiên trong trơn ra đâu nè. Gì? Dím kéo mấy con Panda điểu cẩu vàng mặn luôn. Trời ơi. Trời ơi. Đâu, 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 đâu? Con ngỗng của Panda kìa. Ngỗng của chị đó. Trời ơi, bắt nó phụ chị đi. À, chị Panda ơi. Mấy bạn nghĩ là mình sẽ bắt con ngỗng lại giúp chị Panda hay sao? Mấy bạn nghĩ coi Redwood có thường làm vậy hay không? Dĩ nhiên là không rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có món thịt ngỗng năm mới. Mày ngỗng rồi mày. Đứng lại con ngỗng. Trời ơi, sao cứ đánh con ngỗng vậy? Ủa, con ngỗng vậy mà không có thịt tự. Gì không có thịt vậy? Ừ. Trời ơi trời, con ngỗng chị nuôi mà chị kêu cưng lùa giáo phụ cưng bắt nó vậy hả? Hết con đắng nó rồi. Trời ơi tức quá. Tìm con ngỗng khác thôi. Bà nói bà có ba con ngỗng là cái mèo đi tìm con ngỗng của bà ở đâu mình bắt con khác mà. Thôi thôi thôi, bây giờ cưng khỏi tìm phụ chị đi, để tự chị tìm. Thôi chị Panda, chị để em tìm cho. Chị Panda ơi, chị cho em mấy con ngỗng đó đi. Ngỗng của chị vừa béo vừa ngon. Em đang định làm nồi lẩu năm mới chị Panda. Ôi, không có được đâu hết ơi. Ngỗng đâu mèo? Ngỗng đó cộng kiện đó, chị nuôi đó, có thịt đâu, đừng có lấy. Trời ơi, nó về rồi nè. Ngỗng thấy thương quá, lùa lùa với chuồng phụ chị đi. Lùa nè, lùa nè. Rồi, có thịt đâu. Trời ơi, cứ dám đánh con ngỗng chi hoài vậy hết được rồi. Cứ nghĩ chị bắt tay chị. Không, khoan, khoan, chị Panda, khoan. Dừng lại có chừng 2 giây. Khoan, chị Panda em vậy. Đừng lấy ngỗng của chị chứ vậy. Em hứa là em mà làm được nồi lẩu năm mới ngon tuyệt vời là em cho chị nguyên một nồi luôn chị Panda. Đó mà chị nói nghe nè, cưng muốn ăn ngỗng á, cưng qua làng đi, bên làng có bán ngỗng quay ngon lắm á, đi đi. Thôi, đừng có lấy ngỗng của chị. Đây vậy. Ngỗng của chị. Ấy da. Trời ơi bà Panda này thiệt luôn á, bà không ngờ là nó nhiếm vậy luôn á. Ui có mấy con ngỗng mà xin không cho bà đặt kìa, còn quýnh mẹ. Con mèo á, con mèo. 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 Con mèo
cứu sao được chị hết. Trời ơi, đầu năm đầu tháng chị đi ám quýnh em vậy đúng không chị Minh Đa, chị gì con ngỗng. Chẳng cần chị quýnh cưng hay chị không, chị quýnh luôn mấy con cá cưng luôn này, chị quýnh con cá cưng. Tức quá đi. Ui, tức thì chứ vô nhà coi còn bộ giáp kim cương không, ra đập bả coi. Trời ơi cái gì trời. Nghèo đàn mà có giáp kim cương cái gì. Bánh hay đồ ăn cũng có ăn nữa, coi là tàu nhà đâu mà nghèo cũng chết luôn mà không dám chê mình nữa đã nhà. Tức quá mèo. Đầu năm đầu tháng mà để mà ta đánh ông vậy, ông coi được không? Ông coi nó hỏi thích đặt nghi của ông không? Tôi đang suy nghĩ nè, bây giờ phải làm như thế nào để ta nghĩ sao đầu năm đầu tháng mà Banda mới kiếm được đâu người giúp. Tức quá, đầu năm đầu tháng thì Banda mới quýnh ba đứa mình ngậm túi tỏi luôn. Không ngờ ba nuôi đúng rồi. Ba nuôi có con ngỗng mà phải làm tình cảm của tất cả nguyên cái làng mình. Đúng rồi, sức mẻ, giờ tình cảm chứ em sao? Có chắc mình lâu với bà. Bây giờ phải làm sao đây mọi người, mình comment đi. Tôi nói thiệt á, cả năm qua mấy bạn kêu mình á là anh ơi cho anh chị Banda đi, anh ơi cho anh chị Banda đi, anh ơi cho anh chị Banda đi. Sai rồi, sai rồi, mấy bạn mới nói vậy nè, anh ơi phá banh nhà của chị Banda đi. Ờ bây giờ bạn thấy không, mình đã ráng nhịn bả kèo cái năm 2021 là mình ít tròn bả hơn rồi đó. Đúng nhưng mà năm 2022 là qua năm mới rồi bạn ơi. Năm nay sẽ khác những năm nào rồi đúng không? Nhịn chị Banda được nữa. Mấy bạn á đăng nhiều clip là mình ăn hiếp chị Banda, nhưng mà mình đã cố gắng nhịn chị Banda rồi. Chị Banda không thể nào làm cho mình đỡ ăn hiếp bả hơn được mấy bạn. Đúng rồi. Mà dám chống cự mèo ơi. Phải rồi. Thường người ta nói là chống cự là tôi quýnh ứ hự luôn á mèo. Bây giờ mèo chị Banda, mèo với Poppy đi ra một bên đi để bà Banda cho tôi lo. Rồi, tôi sẽ đến rồi. Cái con người bà này là không thể nào tha thứ được nữa. Để tôi ra tôi lấy vũ khí bí mật của tôi. Đây, tầng hầm bí mật đây. Mọi người đừng lo. Lúc nào ông cũng có đồ bí mật hết vậy hết. Hello mọi người. Mọi người đã thấy mình trở lại rồi đó. Ủa, đây, cho dạ? Mèo xem đây. Đây chính là vũ khí bí mật của tôi. Vũ khí bí mật hả? Đúng rồi. Wow, mèo cái ca nông bự trà bá luôn. Thì dĩ nhiên là bự rồi. Mèo biết không, cái ca nông này gọi là cái ca nông trừng trị những kẻ phản bội đó mèo. Ê, ca nông mà để trưng bày hay có thể sử dụng được vậy? Mèo nghĩ sao mà trưng bày vậy? Không thấy nguyên chữ hả? Nhấn để nhắm. Mày biết nhắm vô ai không? Nhắm vô cái con người xấu xa. Rồi, bà con đứng ngay chuồng của bà kia hết rồi. Tôi không ngờ luôn mèo. Năm mới bà ẵm con ngỗng của bà ẵm vô nhà luôn. Chứ bà không mời mình vô nhà chơi luôn mèo. Bà cho con ngỗng vô. Đó, con ngỗng quánh bà chứ bà đâu hèo quánh lại đâu mày thấy không? Bà thương con ngỗng, bà thương chị. Đây, tôi phải lấy một cái quả này nè mèo thấy không? Trời ơi. Tôi bỏ vô trong đây. Mày nhìn nè, thử một cái nha. Bà đang chơi trốn tiền con ngỗng của bà kìa, sao không bắt nha bà? Để tôi dặn cái này vô cái nhà của bà cái ra. Đây. Dặn cái nhà tôi lần hồi tới công chuyện. Từ mèo bình tĩnh nào. Xong, rồi, mèo bình tĩnh nào, để tôi dặn lại vô cái nhà bà Banda rồi. Đây, dặn vô nè, mèo nhìn nè nha. 3, 2, 1, vô, kéo. Nắm bánh hả? Ôi, ôi, trời ơi. Có cái gì vậy? Trời ơi, oh my god. Không biết cái nhà bà có gì không mèo? Có khi nào bay quá nhà bà luôn rồi không? Cao quá rồi. Không có gì hết thôi, đừng. Ui, cái gì mà tiếng động âm sầm cái này vậy? À, trời ơi, cái nhà nó phục lỗ luôn. Ai vậy? Ôi, không ai chị Minh ơi, không ai hết á. Trời ơi, phá nè. Ủa sao mà ai mà phá dữ vậy? Hết rồi, hết. Hết rồi. Phá nè, phá nè. Bùng. Trời ơi, 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 trời đây. Ôi, 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 ôi. Đây, để tôi dạ? Đây, để tôi nhắm cho nè. Bà Banda hả, dám mà ai phá nhà chị. Ôi da, ngỗng cắn rồi, cái gì tùm lum bà lá hết vậy. Ngỗng cắn nè. Ui, tem, tem. Banh cái nhà của bà chưa? Quánh ra luôn, không biết ơi. Trời ơi, banh nhà hết rồi. Đang chuẩn bị ăn Tết rồi, mấy người này phá quá đi. Trời ơi, Poppy ơi. Trời ơi, bắn vào chưa? Đi hơi rồi. Ôi, Poppy này. Ôi em không biết bắn thì né nè, né là đen đen đây. Không biết. Rồi để em né nè. Đừng có phá ông đây. Poppy ơi. Đó. Được rồi, được rồi. Nhắm vô nhà bà Banda. Nhắm vô. Nhắm vô. Nè, chuẩn bị nè. Nhắm như vậy. Đâu, thử đi. Rồi, xong 3 2 1 bắn. Trời ơi, cái gì mà đổ banh chảnh hết rồi nè. Cái gì? Tôi bắn banh nhà bà luôn kìa mèo. Nhà gì còn cái tóc không vậy? Rồi, xong cái gì cả. Trời ơi. Trời ơi, chị Banda. Chị Banda ơi, banh nhà quá rồi. Quay cuồng luôn đó. Bà ta thành cái bún vụ luôn rồi. Trời ơi. Trời đất xoay cuồng chị Banda. Mình bắn quá, trời đất quay cuồng luôn các bạn ơi. Chị Banda, chị Banda. Trời ơi, đau đớn quá, cái gì vậy sao? Rồi. Hình như cái trái pháo đó nổ trúng cái bếp của bà, trúng cái bình ga cho nên ông hình nguyên cái nhà nó lên luôn á. Chị Banda. Xoay vậy hoài luôn đúng không? Rồi xong. Bây giờ chị không xoay cũng không được nữa, chị quay cuồng. Trời ơi, chị Banda, chị tội quá, em xoay lại cho chị căn nhà mới nè. Chị đau đớn quá, đừng có quăng, quánh hồi đứt nhạc không bây giờ. Xay, 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 xay nè. Tự tự đang đau đớn nha, ông cha. Sao bỏ bò luôn rồi mèo. À. Bỏ luôn rồi, quýt ơi, nay chị làm bài đặt ăn giả đó chị Banda. Ăn giả nè, chị Banda. Không, chị đau thiệt nè. Lặng ra nằm ăn giả kìa trời, coi kìa. Không ngờ luôn á, giờ chị đứng dậy chưa? Chị có đứng dậy không? Cái
gì vậy, nhà cửa chị banh chành nát bét hết trơn, còn nói chị nhẹ, nói chị ăn dạ nữa hả? Thôi thôi, chị bó tay chứ đừng luôn. Banh cái nhà thôi, chị làm gì dữ vậy chị Minh Đan? Trời đất kêu, chị có mấy cái chị làm gì dữ vậy chị Minh Đan? Em mượn chị bỏ chạy. Ủa mà chị nằm mới có chút xíu mà tụi cưng làm chị la chị dữ. Kêu chị có chút xíu gì nào, chị ăn dạ đứng dậy đây. Ủa mà cưng mới chị mới đến chút xíu mà cưng cũng la chị dữ. Em có la chị đâu. Rồi giờ chị đứng dậy được chị Minh Đan. Không được, đừng chịu nổi, chị đang hả đau đầu mỏi gối tê tay chơi tay chân bủng rủng. Vậy là chúng ta cần tới ba đời nhà tôi bán thuốc cho người lười biếng, lười biếng nè, lười biếng. Chị không muốn thuốc đâu, đau. À, đau, mọi người đi về hết đi, chị giận rồi, chị không có chuyện với ai á. Kỳ vậy ta, sao bộ chị ngồi vậy được không? Chị đứng dậy đi đây nha. Trời ơi. Rồi xong mèo ơi, xây cho ba cái nhà trong đây nè mèo. Chị Minh Đan, đây nè chị Minh Đan. Thôi khỏi, chị không có hả muốn nhận cái lòng tốt của ai hết á. Tự chị ở, tự chị sống được, tự chị đi về đi, tự đi về đi. Chị Minh Đan, chui vô lỗ đi chị Minh Đan. Không ai lãng thì sẽ chị đứng hết á. Rồi chị Minh Đan, chui vô lỗ đi chị Minh Đan. Trời ơi, cái này là cái nhà của chị Minh Đan đó. Rồi chui vô đi chị Minh Đan. Không chịu ngồi dậy thì sao chịu dậy được. Cái này nhìn nó quen quen á. Thôi thôi, không chịu ở chỗ này đâu. Ai có trái tim tì không? Ai có trái tim tì không? Bỏ lại đây giùm tôi đi. Tôi xem có tiền tì trong người. Rồi xong, đúng rồi, ký vào bán cái đi Poppy ơi. Hả? Đó đây nè, đây nè. Rồi, chúc mừng năm mới chị Minh Đan nha. An khang thịnh vượng chị Minh Đan. Đi chạy chạy chạy. Ơi chạy. Chạy chạy chạy. Nằm. Ôi cha, cái gì chơi? Ai mà lần lỗ em lần nữa rồi kìa. Dạ chị đứng vậy chưa? Trời ơi. Không, để chị nói là chị không có đứng vậy nổi, giờ chân chị đau nhất từ lắm mà chị đi hết nổi rồi. Rồi. Thì cứ tôi ẵm bà vậy rồi tới. Tôi ẵm bà vậy mà bà không đứng vậy được luôn nè mèo. Ủa gì kỳ vậy? Kỳ vậy? Ê đúng rồi, chị thấy á, hết đời suốt cuộc đời này cưng nên khiêng chị đi hết. Đấy mèo mèo, mèo muốn coi tôi phóng mà bạn đa bay Superman nè mèo. Một hai ba. Không vậy nha. Còn bà đứng vậy được kìa. Ôi chị còn đau. Trời ơi. Chị nói chị còn đau nha. Trời ơi, rồi nữa. Để chị nói chị còn đau đi về đi. Tôi nghĩ bà giả đau á mèo ơi. Bình thường chị khỏe như trâu nhé. Tôi ngậm chị lên gì vậy? Chị vẫn đi đến bà chị Minh Đan. Ai có tiền không cho chị Minh Đan đi năm mới, chị Minh Đan chuyển nghề rồi. Tội nghiệp chị Minh Đan. Chị bị đau chân chứ không phải chị đi ăn xin nha. Cưng đừng có nói vậy. Chị đau lưng mỗi gói tê tay gì. Giờ chị đứng vậy thôi. Giờ chị buồn quá, chị không có nhà, chị đi vô cái chuồng gà chị ở nở đi. Chuồng gà luôn đi. Chị quá mèo ơi. Trong đây luôn đi. Hình như tụi mình đã làm hơi quá đáng rồi đúng không mọi người. Chị Minh Đan bây giờ có bị tê liệt rồi các bạn ơi. Không lẽ chân bên trái nhất cái chân bên phải bà say giờ bà bị tê chân á mèo. Tôi nghĩ bà chị ôi đau cái đầu bên trái rồi giờ bà chơi đau nửa đầu nữa kìa người bà sao mà bình tĩnh vậy. Chị Minh Đan ơi, chị ra đây em nói chị nghe cái này nè, chị bị đau thiệt á chị Minh Đan, chị đau chỗ nào để em xoa bóp cho chị ha, chị sẽ hết đau liền. Đúng rồi, chị đau không nguyên cái bệnh chị rồi cứ xoa bóp cho chị đi mèo, cũng đặt bóp giác dài giác không được đâu, không được đâu mèo. Chà, đâu bả đang bị tê rồi, tôi nghĩ là thiệt á không phải là giả đâu mèo. Này là bông gân cặp chân hay gì rồi đúng không? Ừ, bả say gì bà múa gì quá bà bị chặt chị... giò rồi. À cái này là lỗi tại chị múa nhiều quá chứ không phải là lỗi tại em muốn làm banh nhà của chị cho nên là chị mới bị hả tê chân. Thôi mèo ơi, chị bị đau chân nhưng mà đau trong cái tâm hồn cái chân chị á. Nè, để chứng thật cái việc chị Banda có bị đau chân hay không á thì mình sẽ cho bả cơ hội để bả chạy thoát. Chị Banda ơi, em cho chị á 5 giây chị rời khỏi ngôi nhà đó, càng nhanh càng tốt, nếu không tụi em sẽ cho một quả TNT biết bay vào nhà chị với chị Minh Đan. Đây đây, bà chạy đi kìa. Đây 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 đây, chị Minh Đan, chị vô vô phải phải chị Minh Đan, chị Minh Đan. Trời ơi, con người của bà này á mấy bạn ơi, bà nói bà học bà bị đau chân á mà mình giả bộ mình lấy TNT mình bắn vô cái chuồng gà của bà bỏ ra bà chạy liền luôn mấy bạn. Ngươi tiện. Ôi đau chân quá. Nè nói lại, hai tắt tử cái chuồng gà bắt chuồng gà nó rồi á. Chị Minh Đan ơi, em cho chị 3 giây chị rời khỏi cái vị trí của chị đang đứng á. Nhanh thiệt nhanh, nếu không em sẽ thả một quả TNT siêu to khổng lồ xuống á chị Minh Đan. 3. Giờ chị hết sợ TNT rồi, giờ hết chứ cho. Cứ muốn cho gì cứ cho đi. Sao bà này nãy bà đang đau thiệt mà. Thôi, bà đứng vậy nữa cái mèo. Con người quá. Ai đứng vậy đúng không? Tôi biết chị là chị Minh Đan rồi. Cái gì mèo? Ôi chị đang đau đớn quá. Chị Minh Đan bị bệnh, mình phải trị bằng TNT cho bà hết rồi. Không được đâu mèo ơi, mình càng cho bà chạy về một hồi cái chân bà chạy hết nổi luôn á mèo. Ờ quên thôi chị Minh Đan, mấy em giỡn thôi chứ xin lỗi chị nè, chị đứng lại đi chứ. À, chị Minh Đan đánh bom liều chết kìa. Trời ơi, chị chạy khôn quá, chị chạy lên trước cửa nhà em nè. Rồi, chị đau chân quá, dạ chị đau rồi, để chị lên phòng chị ngủ nha. Thôi mèo ơi mèo, không được rồi mèo ơi. Tôi cảm thấy tình hình này không ổn với chị Banda rồi. Tôi thấy kiểu này chắc bà chui vô nhà tôi ba ăn dạ nguyên cái năm 2022 luôn mấy đúng bạn ơi. Đầu năm đầu tháng mà có người ăn
dạ vậy. Thôi chứ tao chân của chị Leo cũng hay không anh nội. Ờ không có bị không bị đâu. Dẹp dẹp tay tay vô em mà dẹp tay vô. Không có đang chữa bệnh thì chữa bệnh đau mà. Không phải em chữa một hồi là bả liệt luôn á em ơi. Ra đây ra đây. Ai chứ sao tha được mà chị lên không được. Bây giờ tôi thấy chúng ta cần phải có một kế hoạch cho chị Banda chứ không để bả bò vậy hoài được mọi người. Bây giờ mình để chị Banda bò lết dưới đất vậy tội nghiệp chị Banda quá. Mình phải cho chị Banda lên cái gì đó cao cao hơn chút đi chứ. Hay là như vậy đi. Nãy giờ á chúng ta troll chị Banda cũng nhiều rồi, tội nghiệp chị Banda lắm mọi người. Hay là bây giờ chúng ta giúp đỡ chị Banda đi. Sau khi chúng ta làm cho chị Banda bị trật giò rồi, bây giờ chúng ta phải có cách giúp đỡ chị Banda đúng không? Đúng rồi, phải cho chị Banda cái gì đó đúng đi. Đúng luôn á. Chứ là cao dán nè, keo dán sắt dán cái chân ba lại. Từ ơi biết không hả mèo. Người mà đang bị trật giò như vậy á, đúng rồi, chúng ta phải giúp đỡ chị Banda bằng cách chế tạo cho chị Banda một chiếc xe mèo ơi. À, một chiếc xe. Xe lăn á anh Hút. Trời ơi, em nói thôi quá chị Banda, chị Bobby. Chị nghĩ sao vậy? Nó hư hiển quá. Năm đầu năm đầu tháng đúng rồi, đúng rồi. Cho bà Banda đi xe lăn cái bà đi nguyên một năm luôn á Phúc Bì ơi. Thôi chạy đi chứ giờ cái chân của bà chạy rồi biết vậy sao. Vậy cho chị Banda đi cà kheo đi. Thôi cà kheo còn tệ hơn nữa Phúc Bì. Bây giờ chúng ta cùng nhau chế tạo chiếc xe lăn cho chị Banda đi. Ok. Bây giờ á chúng ta cần phải có sắt với lại than. Tôi cần sắt với than với lại á nhựa cây mèo ơi. Để tôi chế tạo bánh xe cho bà. Lấy nhựa cây đi nha. Chị với Phúc. Rồi rồi rồi. Thôi mọi người đi lấy thì lấy xong đem về đây cho tôi chế tạo tôi đưa cho bà liền nha. Ông chơi khôn ghê luôn á. Trời ơi, tôi phải chặt mấy cây trúc nè, tôi làm cái bánh xe cho bà nè mèo. Ù veo veo veo. Cái bộ đồ rồi. Đây là sắt, đây là than. Đó, có bao nhiêu cây không? Đó, nhựa cây đó. Trời ơi, cái này á mọi người kiếm cái gì không á, làm sao mà chế tạo được xe lăn cho chị Banda. Nhìn nè. Ủa? Tôi đã chế tạo cho chị Banda một chiếc xe lăn. What? Cái này ông kêu là xe lăn đó hả? Từ từ, cái xe lăn này nó hoạt động theo một cái nguyên lý rất là bất thường mèo. Giờ tôi chỉ cần nhấn cái nút này một phát là chiếc xe lăn này á nó sẽ được chế tạo ra liền á mèo, mèo tin không? Ông chắc không vậy? Nhìn nè. Ba. Em lại không tin đâu. Im lặng coi anh đang đếm nè, phong bị 3, 2, 1. Peek-a-boo. Boom. Wow. Xe lăn thiệt luôn nè. Giỡn thiệt hoài. Nhắc được không? Được, mèo á yên tâm đi, mèo nhảy lên đi, tôi đẩy mèo đi nè, đẩy đi mèo đi. Ôi, ừ, đi. Wow, đẩy mèo đi được, hãy chơi giỡn hoài. Xe lăn này á giúp cho mèo á không còn bị á còn quên nữa. Cái này là nói đang nói chuyện Banda mà. Xuống xe lăn mèo. Đây, đi ra. Rồi, tôi xuống xe lăn rồi nè. Giờ chúng ta chỉ cần á đem chị Banda ra đây đặt lên chiếc xe này nữa là ok. Chị Banda không còn phải đeo lên chiếc xe lăn của chị Banda nữa nha. Để chị Banda cái gì ta mọi người. Chị á, em tưởng cái giò chị bị gì, chị Banda, chị vô, chị phá. Ủa vậy? Có bị, thằng ơi, bị nè, đau chân quá. Con người của bà đó, giỡn. Ủa chị đây, đau chân. Chị Banda lại còn không xanh nữa. Đau chân, trèo lên. Cái gì vậy? Trèo lên. Cái xe của chị á, chị đau chân thì trèo lên. Trèo lên. Dạ chị trèo lên không? Ủa này xe cho chị á, hả? Trèo lên không? Nè, lên rồi nè. Đẩy bà đi mèo ơi. Đó, trời ơi chị đòi mà năm mới mà ai cũng già đi một tuổi mà riêng chị Banda lại sẽ già đi hơn bà già đi cả trăm tuổi luôn á chị. Già chưa kịp đẩy nữa chị tự lăn đi rồi đúng không? Trời ơi chị Banda lái xe tự chạy được. Cái tay chị Banda đẩy vù khỏi đẩy né ra khỏi cần ai tự vậy khỏi nhờ ai không có ai. Chị Banda đi đua lên chị Banda. Tôi không ngờ bả lại lầy vậy luôn á, chiếc xe lăn của người ta mà bả lấy. Giờ chị đứng lại không chị Banda? Ôi cái này giờ chị có này chị mất rồi, trời ơi đã rồi. Tôi dí bả mà tôi mệt luôn á. Trời ơi, tôi dí chị. Ê, có ai có đồ ăn không? Cho tôi ăn miếng coi tôi có sức tôi dí bả coi tôi mệt quá. Trời ơi, tôi thấy nó thể thao. Còn chị là phải nên dưỡng chân nè, thấy chưa? Trời, cái xe này nó chị gì đâu á. Trời ơi, trời. Đứng lại chị. Ôi, đừng có đánh chị. Đứng lại. Đúng rồi, chị chạy cái xe này chị đi kiếm con cẩm của chị được nè. Đang mới cho ba chiếc xe lăn. Cho ba chiếc xe lăn mà còn chạy nhanh hơn tụi mình nữa mèo. Tụi mèo hả mèo, đừng dí chị phải không? Mèo. Bắt nó lại. Tôi đang chặt vào xe nè. Rồi luôn, bà lăn cái xe đi. Bà nhảy cái xe lăn bà chạy nữa rồi. Bây giờ chị đứng lại chơi. Chị bye bye mọi người nha, chị qua làng sắp đồ Tết đây. Cái này cái gì vậy? Mèo, chị chạy đi, chị Banda, chị chạy đi, chị Banda. Ê, cái ai biết cái này là cái gì không? Không phải gì đâu, đừng để ý. Papi, cái gì vậy? Em để lại Papi ơi. À, cái đống này đống gì đây? Cái gì mà em chạy ăn vậy? Chị Banda, cái đống này, chị chạy đi, chị Banda. Chạy đi, chị Banda. Chạy hả? Chạy đi, chị Banda. Chạy lên trước. Cái này cái gì vậy? Ôi, từ ơi. Oh my god. Thì ra cũng lấy cái cây này cần bắn vào nhà chị đúng không? Trời. Giờ chị chạy xe lăn kiểu gì chị Banda? Chạy xe đi chứ bao chị xe lăn đó. Thôi bây giờ chị thích đẩy cái xe lăn này hơn, nó nhìn dễ thương quá nè. Giờ có người quá. Giờ đứng lại. Giờ lấy bãi chị Banda ơi. Đi 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 đi. Đừng 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 đừ
Từ từ giống có xem chị không, chị bảo vệ xe của chị nè. Rồi, tao quà nhắm chị xe lăn luôn rồi mèo. Ê, đừng có đánh xe chị, bảo vệ xe. Dạ, mà đứng lên chị xe lăn luôn rồi. Trời ơi, nè nè. Nè nè. Dạ, chị đã. Vô cái xe chị. Nè nè, mở xe cho chạy. Ta ngồi xe lăn á, ta ngồi rồi má. Lên xe lăn mà đứng mới chạy. Chị đâu phải bảo vệ xe lăn của chị. Chị đó chị đau lưng mọi gói tê tai vậy, bây giờ chị đứng lên xe lăn ơi mấy bạn ơi, đầu năm bây giờ chị có xe thì chị hết tao chân. Bà không làm gì cho ra hổn mấy bạn. Từ cái gì mà bị bệnh cho tới cái gì mà bà ngồi xe lăn. Giờ bà ngồi bà đứng xe lăn mấy bạn ơi. Chị không quay. Đó. Cách nào bà đứng lên xe lăn rồi ta. Chị lái xe lăn chỗ khác là chị bà ta. Quay. Ủa vậy nói được có lái xe đó chạy. Ôi tức quá đi à. Được tôi rồi, không tôi hiểu nổi luôn. Tôi không thể nào chấp nhận được cái tình trạng này để xảy ra nữa mấy bạn ơi. Tôi cũng biết giải thích sao về nguyên lý. Có giáo sư nào giải thích cho tôi cái nguyên lý này không? Về vật lý, toán học, khoa học. Dạ chị ghẹn xe lăn lắm rồi đúng không chị Panda? Chị con cả xe lăn không? Chị đau chân quá à Hứa ơi. Con người mà dính đẹp với xe lăn. Dạ, bà không biết bà lăn đi đâu luôn á. Bây giờ bà hết đứng tay mặt lại rồi bà đứng xây lưng lại chiếc xe lăn luôn. Tôi cho bà lên, bà lăn ở trong nhà luôn nè. Bà lăn ở trong nhà vậy cứ thả xe lăn chị xuống không? Kẻ thù có xe lăn lên cầu thang mà coi lả xe lăn. Giờ bà lên nóc nhà bà bay xuống, nóc nhà bà bay xuống rồi mèo. Giờ chị đàng hoàng không gì hết á. Không, bây giờ chị phải sống như vậy mới được. Nè, ẩm bà. Ê, sao ẩm chị ra xe lăn chị vậy? Coi nè, coi ảo thật nè. Coi ảo thật nè, Phóng Bi nhìn nè, đứng. Ê, thế thì chị đi xe, đi nhé xe lăn luôn. Tạm biệt. Tại coi, anh coi bà bay là cái xe lăn của bà được không Bi? Coi nè, coi nè. Bà có lực không cái xe lăn của bà? Giờ bả với cái xe lăn như là 500 vậy đó. Em đứng xa ra, đứng xa ra Phóng Bi. Xa ra hả? Nè, ấm mà là ôi, đi lăn của chị. Em sẽ biến chị Panda từ cái đầu của em qua chiếc xe lăn của Phóng Bi. Bum. Ghê không? Ai giải thích được cái hiện tượng này? Thôi, cho Panda lên nút nhà tiếp tục. Rồi, phóng bà lên. Ủa, thấy chị hồi chị đói quá à. Trời ơi, trời. Đi lăn xe lăn của bà. Trời ơi, xe lăn bà tự chạy luôn kìa. Tụi lấy xe lăn bà luôn. Rồi, sao bà? Ê, chạy xe lăn chị đấy, có ai nhảy xe lăn cho chị không? Bà lần gần xe lăn bà. Tôi sẽ dục cái xe lăn bà xuống nước luôn, cho bà khỏi lăn nữa. Bà không, con dục xuống dưới là chị hả? Không thở dưới nước được đó. Mày thả bà ra đi mèo, bà không bay rồi xe lăn. Ôi, chạy xe lăn cho chị. Chạy xe lăn cho chị. Cái giò bà không bị què mà bà xạo á. Đứng lại chưa? Xong, cuối cùng á, mình cũng đã chứng minh được là chị Panda bà không bị gì hết mà bà chỉ xạo xạo thôi mấy bạn. Đúng rồi đó. Còn mèo làm gì dưới vậy? Hả? Dạ mèo đu cái xà lăn của bà Panda dưới đúng không? Ê, cứu tôi với, cái xà lăn thì đã có lực hấp dẫn con người ơi. Đúng đây. Đã ngồi là không đứng kỳ được. Dạ mèo trèo ra khỏi xà lăn chưa? Thì xà lăn đã có lực hấp dẫn. Rồi, mèo bị lời nguyền xà lăn của bà Panda. Bởi vì xà lăn của bà Panda nè, con tôi không làm gì được. Thôi mấy bạn ơi, năm mới rồi mình cũng đã giải quyết được chị Panda rồi. Còn cái nồi lẩu năm mới của mình chắc phải để tập sau mình tìm cách nào mình làm thử cái nồi lẩu mấy bạn. Chứ bây giờ mà Panda với lại cả làng của mình bây giờ ghiền cái xà lăn quá rồi, đu vô cái xà lăn hoài à. Mệt thiệt luôn á. Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo. Bye bye mọi người. Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược với hình phong mỹ tục của Việt Nam.